Dạ, người tình Bến Tre xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của người tình Bến Tre. Dạ thì những ngày gần đây như bà con của bác đã biết thì tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà chủ Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị đã bị bắt. Và những khối tài sản lớn khủng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà chủ tịch hội đồng quản trị Trương Mỹ Lan nằm trong địa bàn quận nhất, quận 3, quận 5, quận 10 của thành phố Hồ Chí Minh. Nó đồ sộ như thế nào? Thì trong clip này mình sẽ dẫn quý vị đi xem những bất động sản và những tòa nhà siêu khủng nằm trong mặt tiền đắc địa nhất của thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Thông qua nhiều công ty con, tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa bị bắt giam về tội lừa đảo, đang sở hữu nhiều trung tâm thương mại và khách sạn sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là đường Baxter, khối tài sản đầu tiên của Vạn Thịnh Phát, đó là chung cư Lambert Residence, quận 3, nằm trong khu vực tập trung các cơ quan ngoại giao, văn phòng lãnh sự, trường học quốc tế. Trên tuyến đường chính nối từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Tân Sơn Nhất, Lambert Residence sẽ là một công trình kiến trúc theo phong cách cổ điển và thanh lịch. Khu căn hộ cao cấp Lambert Residence cao 16 tầng, diện tích đất 2.523,4 m², nằm tại khu cư trú của ngoại giao đoàn. Và đây là khối tài sản đầu tiên của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong clip này của mình. Và mời quý vị đi theo chân mình để xem khu bất động sản thứ hai của tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhé. Dạ, và trước mặt của chúng ta là khối tài sản đồ sộ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan, địa chỉ số 127 đường Baxter, khu khách sạn 5 sao Silver Residence. Và tòa nhà trước mặt của chúng ta, tòa nhà cao thật cao, đó là của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đó cả nhà, khách sạn 5 sao đó cả nhà, cũng là khách sạn sang trọng, cung cấp những căn hộ dịch vụ 2-3 phòng ngủ và căn hộ penthouse ngay trên con đường Baxter huyết mạch ở quận 3. Đây cũng là nơi được cho là bà Trương Mỹ Lan đang ở trên một căn penthouse và Bộ Công an đã khám xét vào ngày 8 tháng 10.
và gia phòng của Silver Residence trên Angora.com từ hơn 2,7 triệu đồng đến hơn 7 triệu đồng một đêm, tùy số người ở ít hay nhiều. Và đây là khối tài sản khủng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Khối tài sản số 2 nằm trong clip của mình nhé các bạn. Và quý vị các bạn đi theo chân mình để xem khối bất động sản khủng số 3 của tập đoàn Vạn Thịnh Phát là gì nhé các bạn. Và đây là khối tài sản khủng số 3 của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trên clip mình nha các bạn. Đây là đường Lê Thánh Tôn. Nó bốn mặt đường nha các bạn. Bây giờ là mình quay mặt đường đầu tiên, đó là đường Lê Thánh Tôn. Đó là tòa nhà Union Square. Đấy, mặt tiền đầu tiên là của đường Lê Thánh Tôn. Đối vị diện là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nằm bốn mặt tiền luôn các bạn. Tòa nhà siêu khủng luôn, tòa nhà đắt đẻ nhất của trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ nha cả nhà. Đó, mặt tiền này là của đường Nguyễn Huệ nha cả nhà. Tọa lạc ngay tại trung tâm quận nhất sầm uất bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm thương mại Union Square không chỉ là trung tâm mua sắm với các nhãn hiệu thời trang sang trọng, cao cấp hàng đầu cả trong và ngoài nước, thiên đường ăn uống, trung tâm giải trí mà còn là công trình kiến trúc nổi bật của thành phố theo phong cách kiến trúc Pháp, đương đại, lịch lãm. Số vốn điều lệ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát là 12.800 tỷ đồng và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông vốn điều lệ là 9.000 tỷ đồng. Quả là số tiền quá khủng luôn phải không cả nhà? Kẻ ăn không hết, người lần không ra hay cả nhà? Dạ, và đây là mặt tiền kế tiếp của tòa nhà Union Square nha cả nhà. Nằm mặt tiền đường Đại lộ Đồng Khởi, ngã tư là Lê Thánh Tôn và Đồng Khởi. Mình đi mặt tiền đường này là mặt tiền đường Đồng Khởi nha các bạn. Nó bốn mặt tiền, mình đi hồi nãy hai mặt tiền, bây giờ mình đi mặt tiền thứ ba là Đại lộ Đồng Khởi. Bạn nhìn thấy quá là khủng luôn cả nhà. Thành nhà bốn mặt tiền đắt đẻ nhất của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đó là mặt tiền của đường Đồng Khởi. Đối diện là nhà hát lớn thành phố và khách sạn Intercon. Khách sạn Intercon. Khu vực này là rất sầm uất nha cả nhà. Và công viên đó là của tuyến metro đi ngầm dưới đó cả nhà. Và mặt tiền thứ tư của tòa nhà Union Square là đường Lại Lộ Lê Lợi nha cả nhà.
Và bây giờ mình quẹo phải vào đường Nguyễn Huệ nha cả nhà. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là mặt tiền đường của tòa nhà Du Nghìn Que luôn nha cả nhà. Đó, nãy giờ mình đi là giáp vòng tròn của tòa nhà đây nha cả nhà. Mặt đường này là mặt đường Nguyễn Huệ, nó dẫn tới Ủy ban Nhân dân thành phố luôn. Tòa nhà quá là khủng luôn ha cả nhà, quá sang trọng luôn. Và trong tòa nhà là những thương hiệu mặt hàng nổi tiếng vào đây đầu tư kinh doanh không nha cả nhà. Và đây là khối tài sản khủng thứ ba của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong clip của mình nha cả nhà. Và bây giờ cả nhà theo mình để xem khối tài sản khủng thứ tư là gì nha cả nhà. Và khối tài sản thứ tư của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong clip của mình là tòa nhà Sài Gòn Times Square nha cả nhà. Tọa lạc tại khu vực trung tâm quận nhất với mặt tiền hướng ra đường Đồng Khởi và đại lộ Nguyễn Huệ danh giá. Cách sông Sài Gòn một đoạn ngắn, tòa nhà Times Square cao 39 tầng giữa lòng thành phố. Tòa nhà lừng lẫy này là nơi tọa lạc của khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, The Riverside Sài Gòn. Kèm theo đó là các nhà hàng ẩm thực phong phú, 89 căn hộ dịch vụ cũng như 3 tầng với phòng trưng bày hơn 30 thương hiệu trang trí nội thất gia đình tốt nhất của châu Âu. Ngoài ra, vị trí trung tâm và địa chỉ vàng của tòa nhà Times Square khiến không gian văn phòng thương mại cao cấp trở thành nơi được tìm kiếm nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Khách sạn The Riverside Sài Gòn có hệ thống 224 phòng nghỉ, diện tích từ 45 đến 53 mét vuông và 62 phòng diện tích lớn từ 63 đến 313 mét vuông. Thiết kế theo 12 phong cách nội thất tráng lệ với nội thất theo phong cách quý tộc, bọc chăn nệm cao cấp quốc tế và những bức tường được bọc vải lụa Italia. Các phòng của khách sạn hiện có giá từ 450 đến 15.000 USD một đêm. Quá là khủng luôn phải không cả nhà? Là một cao ốc tại thành phố Hồ Chí Minh do chủ đầu tư là công ty Vạn Thịnh Phát. Đây là một công trình liên hợp gồm hai tòa tháp đôi cao khoảng 165m và cách nhau khoảng 21,25m. Tòa lạc tại số 22 đến 36 đường Nguyễn Huệ và số 57 đến 69 F đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận Nhất. Tháp mặt đường Nguyễn Huệ là khách sạn 6 sao đầu tiên của Việt Nam. Trên nóc khách sạn có bãi đổ trực thăng và hiện có các chuyến đi từ khách sạn đến sân bay Tân Sơn Nhất và Vũng Tàu. Còn tháp mặt đường Đồng Khởi là khu căn hộ cao cấp xen lẫn hai chức năng chính là các khu mua sắm, giải trí. Và khối tài sản khủng số 5 của Vạn Thịnh Phát trong clip của mình là số 63 đường Nguyễn Huệ nha cả nhà. Đó là khách sạn Đích Tân nha cả nhà. Và nó nằm đối diện tòa nhà Times Square luôn nha cả nhà. Khối tài sản quá khủng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đa số là nằm trên trục đường Nguyễn Huệ không nha cả nhà. Và khối tài sản khủng số 6 của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong clip của mình là VTB Office Service Center nha cả nhà. Số 8 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, gần các tuyến đường lớn và quan trọng của quận Nhất như Tôn Đức Thắng, Hải Triều, Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, gần khu vực dân cư Sầm Uất, gần các trung tâm thương mại. VTB Office Service Center với các kết cấu xây dựng gồm 15 tầng, hai hầm được thiết kế độc đáo,
với các tiện nghi hiện đại sang trọng với diện tích sàn là 500 m². Như vậy là tập đoàn Vạn Thịnh Phát có những tài sản quá khủng nằm trên đường phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Nhất nha nè. Các tòa nhà nằm vị trí đắc địa không nha cả nhà. Và tiếp theo là khối tài sản khủng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Khối tài sản thứ 7 nằm trong clip này của mình. Mời quý vị và các bạn theo chân mình để xem khối tài sản nào nha cả nhà. Và đây là khối tài sản khủng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, khối tài sản số 7 trong clip của mình nha cả nhà. Đó là ngân hàng SCB nằm 193 đến 203 đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất. Đó là năm 1992, bà Trương Mỹ Lan, một người Việt gốc Hoa, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn. Sau đó, Vạn Thịnh Phát mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Năm 2007, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Vạn Thịnh Phát tên viết tắt là VTB Group Holdings với vốn điều lệ là 6.000 tỷ đồng. Và khối tài sản số 8 của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong clip của mình là Andong Plaza nha cả nhà. Và phía trước mặt chúng ta là Andong Plaza nha cả nhà. Andong Plaza mặt tiền đường An Dương Vương thì kinh doanh về thương mại nha cả nhà. Còn mặt đường Sư Vạn Hạnh là khách sạn 5 sao Vinsor nha cả nhà. Andong Plaza này nó nằm ba mặt tiền luôn nha cả nhà. Mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh, mặt tiền đường An Dương Vương và mặt tiền đường Yết Kiêu của quận 5 nha cả nhà. Andong Plaza được xây nối liền với khách sạn Vinsor Plaza. Trung tâm mua sắm 4 tầng này có hơn 1.400 cửa hàng bán lẻ. Và trong trung tâm Andong Plaza này cũng có ngân hàng SCB luôn nha cả nhà. Ngân hàng SCB nằm dưới tầng trệt của tòa nhà này luôn. Bà Trương Mỹ Lan còn có tên gọi khác là Trương Muội, bà sinh năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà là nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa nổi tiếng trong giới kinh doanh. Bà là người đã sáng lập và đang nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là một tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Chồng của bà là ông Chu Náp Ki Erit, một doanh nhân khét tiếng trong làng bất động sản của Hồng Kông. Đồng thời ông cũng là thành viên hội đồng quản trị VTB Group Holdings. Và tài sản khủng số 9 của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong clip của mình là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo chân mình để xem coi là gì nha cả nhà. Nào chúng ta cùng đi thôi. Và khối tài sản khủng số 9 của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong clip của mình đó là Thuận Kiều Plaza nha cả nhà. Thuận Kiều Plaza nằm 4 mặt đường nha cả nhà. Mặt đường Hồng Bàng, mặt đường Thuận Kiều, mặt đường Tân Hưng và mặt đường Dương Tử Giang nằm trên địa bàn quận 5 nha cả nhà. Và đây là trung tâm thương mại Thuận Kiều Plaza nằm mặt tiền đường Hồng Bàng. Thuận Kiều Plaza được xây dựng trên khu đất có diện tích là 9.971 m². Công trình bao gồm 3 tháp, mỗi tháp có 33 tầng. Trong đó có khu trung tâm thương mại 648 căn hộ
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng thương mại Sài Gòn 5 trực thuộc tổng công ty địa ốc Sài Gòn và Kin Harmony của Hồng Kông liên danh xây dựng từ năm 1994 đến năm 1999, vốn đầu tư thời điểm đó khoảng 55 triệu USD. Năm 2015, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất việc mua lại dự án và dự án này với tên mới là The Garden Mall chính thức thuộc công bố ngày 3 tháng 11 năm 2017. Tòa nhà Thuận Kiều Plaza này nó nằm rất là dài nha cả nhà, mặt tiền nó nằm trên đường Hồng Bàng là rất dài. Nó đi qua là ba ngã tư. Các ngã tư đi chung vào tòa nhà đó là tòa nhà nó xây ngang luôn nha cả nhà. Và bây giờ chúng ta đến với khối tài sản số 10 của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong clip này. Đó là gì? Mời quý vị các bạn cả nhà cùng theo chân mình nha. Let's go. Và đây là khối tài sản số 10 của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong clip của mình. Đó là địa chỉ số 8 đường Hưng Long, quận 10. Một miếng đất trống chưa xây dựng rất lớn luôn nha cả nhà. Và đến đây video đã kết thúc. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hay, xin cho Người Tình Bến Tre Channel một nút like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ để Người Tình Bến Tre Channel có lực là những clip sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Và Người Tình Bến Tre xin chúc mọi người được thật nhiều sức khỏe và thành công nhé. Bye bye.